đi. Anh không thấy được em đâu. Kiu kiu. Piu piu piu. Đúng rồi. Hai anh em Otis và Daisy chơi với nhau vô cùng vui vẻ thì bỗng dưng cửa mở. Hóa ra là bố. Mệt mỏi trở về nhà sau một đêm tăng ca. Ôi, mệt quá. Vì quá mệt mỏi nên bố đã ngủ thiếp luôn ở trên ghế. Ôi, bố ngủ mất rồi. Nhưng mà em muốn chơi với bố cơ. Không được, để bố nghỉ ngơi. Gì gì, anh cả thì em chắc. Ơ kìa Daisy. Khoan đã. Bố đã đi làm mệt lắm rồi, em phải cho bố nghỉ ngơi nữa chứ. Kệ em. Bố ơi, bố ơi. Bố ơi, dậy chơi với con đi ạ. À. Bố ơi, dậy đi. Trời đất, Daisy. Ra ngoài với anh mau. Ôi trời, suýt nữa thì bố đã bị Daisy đánh thức mất rồi. Thả em ra, thả em ra. Em không chịu, em không chịu đâu. Em ở đây chơi đi, không được làm ồn nhớ chưa. Nhớ là ở yên đó đấy nhé. Đè, Daisy lại không chịu nghe lời rồi. Còn Otis đang làm gì vậy nhỉ? Hehehe, không ai được làm phiền bố. Chà, hóa ra là Otis đang làm bảo vệ âm thanh cho bố của mình. Otis thật biết cách bảo vệ bố mà. Mình sẽ canh chừng thật kỹ cho bố. Một con ruồi cũng không được lọt qua. Ừ quá. Bố cứ yên tâm ngủ ngon. Ôi. Chém nữa thì bị phát hiện rồi. Daisy lại nghịch ngợm gì nữa đây không biết. Anh Otis làm sao thấy được mình. Hello anh. Daisy, sao em lại không nghe lời anh? Đi về phòng của em mau. Không. Hả? Còn không đi mau. Anh cho em biết tay đó nhé. Anh cứ đợi đó. Ừ, để anh coi em sẽ làm được gì. Nói vậy chứ cũng hú hồn. Otis quả là một người cần có hiếu phải không các bạn? Phải bình tĩnh, không được mất cảnh giác. Hả? Có tiếng gì vậy nhỉ? Tiếng động này nghe lạ quá. Không được rồi, mình phải núp vào để quan sát kỹ hơn. Daisy vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? À! Ôi không, Daisy định làm gì với chiếc loa này đây? Ơ, sao lại hỏng rồi thế này? Em nghĩ anh là kẻ ngốc hả Daisy? Anh sẽ không cho em đạt được mục đích đâu. Lè, lêu lêu. Nhi, em không chơi với anh nữa. Cũng may là mình thông minh. Không thì mình thật là tự hào về bản thân mình. Là la, là la, là la. Hả? Gì nói vậy trời? Thôi chết, bố sắp tỉnh dậy rồi. Không có gì đâu bố ơi, ngủ tiếp đi nào. Lại là Daisy, anh sẽ cho em biết tay. Daisy. Anh Otis lại chơi với em đấy à. Daisy, dừng lại ngay. Em phải cho bố ngủ nữa chứ. Đừng có nghịch ngợm mấy trò này nữa. Biết chưa? Ờ, Daisy lại đi đâu mất nữa rồi. Ôi không, Daisy đánh thức bố dậy mất. Mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Không. Dừng lại. Màu đưa cho anh nhanh lên. Không, không, đi đi em. Anh chưa rồi nhé. Trên đây. Đừng mà. Đưa mau. Không. Đưa lại cho anh. Không bây giờ. Ủa, chết rồi. Em đừng có hòng đánh thức bố vậy. Cuộc chiến của hai anh em bao giờ mới đến hồi kết đây nhỉ? Ôi da, đau quá. Ôi không. Mệt quá. Mệt thật đây. Cuối cùng vì mệt quá, hai anh em đã ngủ một giấc ngon lành bên cạnh bố. Hả? Ủa, sao mình lại đeo tai nghe nhỉ? Hả? Otis, Daisy, hai đứa mãi nghịch thì ngủ quên đây mà. Các con ngủ ngon nhé. Shh, im lặng nào. Con hiểu chưa? Suốt ngày học. Bố ơi.
là tiếng của Candy. Bố ơi, bố ơi. Ơi, bố đây, bố đây. Candy ngoan nào. Bố thương, bố thương. Ôi, chán quá, chẳng muốn học gì cả. Hả? À ha. Candy ngoan, ngủ đi nha. Mình trốn được bố rồi. Ta da. Ngạc nhiên chưa? Piu 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 piu. Ôi không, chuột rồi. Lại nào. Hả? Tiếng gì vậy nhỉ? Mình phải ra xem mới được. Ôi trời. Lên đi, lên đi. Con gái. Ôi, bố. Dạ, con đây ạ. Con đang làm gì vậy hả? Dạ, con không có làm gì đâu ạ. Con dám nói dối bố hả? Đi học ngay. Dạ, vâng ạ. Ôi, mình chán học lắm rồi. Buồn ngủ quá. Chán quá đi mất. Mình nghỉ tí đã. La 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 la. Hả? Hả? Nhâm 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 nhâm. La 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 la. Ô ô ô ô ô ô ô. Bố đang mãi làm việc nhà. Làm cách nào để lấy điện thoại nhỉ? Có cách rồi. Bố ơi. Bố ơi, để con làm cho. Con hay. Này giúp bố dọn nhà cơ đấy. Con gái này, con trông em nha. Bố ra ngoài có chút việc nha. Vâng ạ. Bố đi rồi. Yes. Chơi game thôi. Ôi tự dưng sẽ đói bụng thế vậy. À kia rồi. Đưa chị. Điêu điêu, sữa này của chị nha. Nhâm nhâm nhâm, ngon quá đi. Một lát sau. Ôi Candy, có chuyện gì vậy con? Bố thương, bố thương. Candy của bố sao lại khóc thế? Con gái. Con gái. Con bé lại đi đâu rồi không biết. Đâu rễ nhỉ? Gì kia? Con bé đang ngủ sao? Dám lấy điện thoại của bố chơi rồi ngủ quên mất. Có cách rồi. Ôi, mình ngủ quên mất. Ôi trời đất ơi. À, mắt mình bị làm sao thế này? Ôi con. Bố ơi, bố ơi, bố ơi. Trời ơi, mắt con làm sao thế kia? Chị xem nhiều điện thoại hỏng mắt trời. Con không muốn vậy đâu. Ai bảo con cứ xem nhiều điện thoại cơ? Không, con không muốn vậy đâu. Bố ơi, con trả điện thoại. Con không dám dùng nữa đâu. Bây giờ con nằm nghỉ một lát là sẽ hết. Từ nay mình hứa sẽ không dùng điện thoại nữa đâu. Mình sẽ đi ngủ đúng giờ. Đáng đời. Mèo Thơm đáng yêu quá. Mình phải nuôi mèo Thơm lớn thật lớn mới được. Candy đang chơi đồ hàng sao? Ui da, tự nhiên đói thế nhỉ? À ha. Để đi tìm xem có gì ăn nào. Mẹ đã đi mất rồi. Wow, điện thoại mẹ vẫn để ở đó kìa. Mình sẽ lấy điện thoại của mẹ đi chơi trò chơi. Còn chiếc ớt này thì để lại. Nò quá đi mất. Mình sẽ chơi điện thoại tiếp nào. Hả? Điện thoại đâu rồi?
Rõ ràng lúc nãy mình để đây mà. Khoan đã, tiếng gì vậy nhỉ? À, để xem nào. Hóa ra là Candy đang dùng điện thoại của mình. Con, sao lại chơi điện thoại của mẹ? Ôi không, mẹ ơi. Con còn bé, không được chơi điện thoại. Vâng ạ. Chán quá đi mất, mình vừa mới chơi được xíu à. Vui quá. Mình muốn chơi quá đi mất. À, mình có cách. Ồ, là Bim Bim này. Phải lấy thật nhanh, không để ai biết mới được. Ơ, à, sao có Bim Bim lại bay ra đó được nhỉ? Lại đây nào. Bim Bim phải là của mình. Ôi da, đầu của tôi. Một, hai, ba. Gói Bim Bim đây rồi. Ôi không, không được. Bim Bim lại muốn bay ra nơi khác sao? Không thể để mất Bim Bim được. Đâu rồi nhỉ? Mẹ lại mắc lừa nữa rồi. Bây giờ mình lại chơi tiếp đây các bạn ạ. À, cuối cùng thì gói Bim Bim này cũng ngoan ngoãn thuộc về mình rồi. Ăn thôi nào. Hả? Sao bên trong lại không có gì thế này? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thôi không ăn nữa, cái điện thoại đã. Ơ, điện thoại của mình lại đâu rồi? Hờ, để xem nào. À đúng rồi, chắc là Candy lại lấy trộm rồi. Candy ơi, con đang ở đâu? À, thích trốn à. Bắt được rồi. Sao Candy lại không có đây chứ? Trong đây cũng không có là sao? Không biết Candy đâu rồi. Ồ, có tiếng gì ấy nhỉ? À, đây rồi. Dám lấy điện thoại của mẹ. Ồ, Candy, lần sau con không được làm như thế này nữa nha. Dạ vâng ạ. Bây giờ hai mẹ con mình ra chơi kia ha.